Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2019 là một sự kiện văn hóa ngành nghề truyền thống của tỉnh Lâm Đồng trong tổng thể chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8. Qua đó nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh trà, tơ lụa được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về vùng đất và con người xứ trà Bờ Ao và tơ lụa Bảo Lộc. Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019 với chủ đề Bảo Lộc, thành phố hương trà sắc tơ. Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc Lâm Đồng năm nay tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm hướng tới các vùng chè, tơ lụa và những người trực tiếp kinh doanh, sản xuất, chế biến trà và dâu tầm tơ Bảo Lộc, bao gồm 3 chương trình chính, 5 chương trình hưởng ứng và các hoạt động chào mừng. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019 với chủ đề Lung linh đêm hội Bờ Lao sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng với các hoạt động tôn vinh người làm trà, người trồng dâu nuôi tầm, ươm tơ dệt lụa, quảng bá thương hiệu trà Bờ Lao, tơ lụa Bảo Lộc. Chương trình được xây dựng thành một kịch bản chi tiết riêng gắn với việc tôn vinh các doanh nghiệp trà, tơ lụa kết hợp với chương trình nghệ thuật với trên 200 diễn viên tham gia các cảnh diễn theo hình thức nghệ thuật tổng hợp. Chương trình do công ty Sen Vàng thực hiện được tổ chức dàn dựng công phu, hoành tráng, phong nền sân khấu dựa trên khung cảnh không gian bát ngát của đồi trà, kết hợp với những dải lụa tơ tằm duyên dáng, hứa hẹn sẽ tạo được những ấn tượng sâu sắc, mở màn cho tuần văn hóa đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn. Chương trình Bay Cao Vươn Xa là chương trình trình diễn thời trang tơ lụa, thông qua 20 bộ sưu tập trên nền lụa Bảo Lộc do các nhà thiết kế Minh Hạnh, Hà Duy, Công Huân, Phương Thanh, Ngọc Hân, Cao Duy, Cao Minh Tiến, Thanh Thúy, Văn Khoa, Chu La. Sẽ là một đêm khắc ghi đậm nét chân dung của lụa Bảo Lộc với 80 người mẫu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng các em học sinh trung học phổ thông của Bảo Lộc nhằm giới thiệu các sản phẩm tơ lụa mang thương hiệu của thành phố Bảo Lộc đến với thị trường trong và ngoài nước. Tham gia vào các hoạt động của Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa, du khách sẽ được thưởng lãm những không gian trưng bày các sản phẩm lụa tơ tằm nổi tiếng, phiêu du đến các vùng trà gắn với quy trình chăm sóc, chế biến trà, quy trình sản xuất tơ lụa, ngày hội flash mob, triển lãm ảnh nghệ thuật hoa lan, hội thi hái trà, vẽ tranh thiếu nhi, hội thảo ngành trà và dâu tầm tơ gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố để tìm các giải pháp phát triển bền vững ngành trà Bờ Lao và tơ lụa Bảo Lộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chương trình chính: 1. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng. Chủ đề: Lung linh đêm hội Bờ Lao. Thời gian: vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2019 nhằm vào thứ Bảy. Địa điểm: Quảng trường 28 tháng 3, thành phố Bảo Lộc. 2. Chương trình trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc, Bay Cao Vươn Xa. Thời gian: buổi tối ngày 22 tháng 12 năm 2019 nhằm vào ngày Chủ nhật. Địa điểm: Hồ Đồng Nai Thượng, thành phố Bảo Lộc. 3. Hội thảo ngành trà và dâu tầm tơ gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố. Thời gian: ngày 22 tháng 12 năm 2019 nhằm vào ngày Chủ nhật. Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. 2. Các chương trình hưởng ứng: 1. Hội chợ thương mại và triển lãm ngành trà tơ lụa. Thời gian: hội chợ thương mại từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Triển lãm ngành trà tơ lụa diễn ra trong 5 ngày từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Bảo Lộc. 2. Chương trình Cao nguyên vẫy gọi và hội thi hái trà, bàn tay vàng, búp già non. Chương trình Cao nguyên vẫy gọi. Thời gian: từ ngày 20 đến 24 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Doanh nghiệp tư nhân Phước Lạc, Nông trường trà Tâm Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn trà Hàng Sơn Điền, trà Phương Nam, Công ty cổ phần Tổng công ty dâu tầm tơ Việt Nam, Việt Siêu, Công ty trách nhiệm hữu hạn xe tơ dệt lụa Hà Bảo, Văn phòng Việt Nam Siêu House tại Bảo Lộc, Nhật Minh. Hội thi hái trà, bàn tay vàng búp già non. Thời gian: một ngày, vào ngày 21 tháng 12 năm 2019 nhằm vào ngày thứ Bảy. Địa điểm: Nông trường trà Tâm Châu. 3. Liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm với chủ đề Nhịp điệu xanh. Thời gian: vào ngày 22 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. 4. Triển lãm ảnh nghệ thuật và hoa lan với chủ đề Về với xứ Bờ Lao. Thời gian: từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 24 tháng 12 năm 2019.
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. 5. Lễ tổng kết bế mạc với chủ đề Bảo Lộc điểm hẹn niềm tin. Thời gian: 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. Một số chương trình khác: 1. Giải quần vợt bóng chuyền thành phố Bảo Lộc mở rộng. Thời gian 3 ngày, từ ngày 13 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Sân quần vợt số 1, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Bảo Lộc. 2. Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Bảo Lộc quê hương em. Thời gian 1 buổi và buổi sáng ngày 22 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. 3. Diễu hành đường phố. Thời gian: trước, trong và những ngày diễn ra tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Địa điểm: các trục phố chính của thành phố Bảo Lộc. 4. Biểu diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi. Thời gian: sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: công viên trước Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. 5. Hội thi cắm hoa trong công nhân viên chức người lao động. Thời gian: sáng ngày 21 tháng 12 năm 2019.